Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online Tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức Thăng hạng viên chức Ôn tập dự tuyển công chức viên chức à, Ôn tập các môn kiến thức chung Môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm Học viên có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang Theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho cái tài liệu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 thì phải học cái file nghị quyết này như thế nào thì tôi sẽ minh họa như sau. Các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại, tốt nhất là trên máy tính. Vì dữ liệu nó nhiều. À, sau đó các bạn gõ cái địa chỉ hình thức nghiệm vn à, Xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi Môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức này. À, mục số 2 môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức này. À, các bạn di chuyển con trỏ trong phía dưới đối với viên chức. À, thí dụ các bạn có cái danh mật khẩu ở mục số 1 thì các bạn phải để con trỏ đúng mục số 1. Các bạn để sang mục khác thì không đăng nhập được. À, chúng ta để đúng cái mục của mình có cái danh mật khẩu Nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu à, các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình người khác biết được để đăng nhập phần mềm các bạn không đăng nhập được nữa các bạn chọn login à, để đăng nhập vào phần mềm à, sau đó các bạn có thể à, lướt nhanh từ trên xuống dưới đây là một cái một trang thôi từ các cứ, cứ bình tĩnh à, tìm à, các cái tài liệu các bạn cần một danh mục khá khá nhiều hàng trăm à, tài liệu vì vậy các bạn chỉ chọn những tài liệu các bạn cần thôi thì đối với các câu hỏi thì các bạn học trực tiếp trên phần mềm đối với các file câu hỏi thì các bạn có thể tải về máy tính để các bạn học thế còn lại thí dụ ở đây là à, một số dạng câu hỏi trắc nghiệm mà có tính vận dụng thì nó là dạng file thì các bạn tải về còn các cái học câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn học trực tiếp trên phần mềm đó Thế thì ví dụ như hôm nay về nghị quyết thì thường thường là cho một cái địa phương thì trên phần mềm đưa dưới dạng file các bạn có thể tải về máy tính thí à, dụ như là à, có tính chất là địa phương à, học một cái nghị quyết nào đó thì à, ở trên phần mềm đưa dưới dạng file để các bạn tải về thí dụ như là à, câu hỏi trắc nghiệm cho nghị quyết 01 à, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh à, lần thứ 10, à, 19 nhiệm kỳ 2020-2025 thì đây là cho chất địa phương thì thầy để dưới dạng file, à, file câu hỏi trắc nghiệm nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 dưới dạng file thì các bạn kích chuột vào cái file này thì phần mềm nó sẽ tải về máy tính cho các bạn. À, tại cái thư mục download đó thì sau đó là các bạn có thể à, thoát ra khỏi phần mềm à, các bạn muốn thoát ra khỏi phần mềm các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình này để xuất hiện chữ thoát đó các bạn chú ý thế thì bây giờ các bạn đã đã, đã tải về file rồi thì các bạn mở cái file này lên đó các bạn mở cái file này lên à, thì sau đó là các bạn thấy đây là cái file à, dưới dạng câu gọi một file tại à, vì nghị quyết cả của đại hội của một à, đảng bộ địa phương à, đối với thành phố Hà Nội thì à, cái loại câu hỏi mà các bạn phải ghi nhớ cái định lượng là họp từ ngày nào đến ngày nào, họp ở đâu đó thì như vậy là à, chúng ta phải nạp dữ liệu vào rồi có bao nhiêu đại biểu chính thức dự đại hội rồi à, à, ai sẽ thay mặt bộ chính trị dự và chỉ đạo trực tiếp đại hội à, đây là các các cái dữ liệu mà các bạn cần phải nạp vào À, bỏ óc các bạn đấy để à, kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn có dữ liệu thế rồi à, chủ đề đại hội thì đưa ra bốn phương án thì trong đó có một phương án đúng về chủ đề đại hội thế rồi loại câu hỏi là à, đưa ra cho các bạn về các cái chỉ tiêu đó, phấn đấu chỉ tiêu thí dụ như là chỉ tiêu GDP trên người đạt 12.000 đến 13.000 USD là mục tiêu tổng quát đến năm nào thì các bạn nhớ nhớ kinh nghiệm là cái số này càng lớn thì là những cái năm mà à, càng lớn ra thí dụ đây 12.000 đến 13.000 USD thì đến năm 2030 thì các bạn thấy là đến năm 2035 có 8.300 đến 8.500 USD thôi thì là đến năm 2025 thì các cái chỉ tiêu này chúng ta có thể tư duy ra là các cái số nó nhỏ thì là ở cái năm à, nó nhỏ hơn. Đó, các bạn để ý cái cái phương pháp thế hay là các chúng ta phải nạp dữ liệu vào à, các cái chỉ tiêu cho từng nhóm một này để các bạn nạp dữ liệu vào box các bạn. Thì sau đó là sau khi dữ liệu đã có rồi thì um, đưa ra à, cái dạng câu hỏi là các bạn phải tìm ra ba phương án có các cái chỉ tiêu đúng rồi sau dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại có chỉ tiêu là sai đó thì cái loại câu hỏi này là 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 các bạn thấy là thí dụ như đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố hà nội nhiệm kỳ này đâu là phương án sai về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 về kinh tế à, thì các bạn để ý đây là về chỉ tiêu kinh tế mà chỉ đến mốc 2025 thì phương án a phương án b à, phương án d đều là chỉ tiêu đúng à, thì như vậy phương án c là phương án có chỉ tiêu là sai, đó, các bạn để ý đấy, phương án có có có, có cái, cái 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 chỉ tiêu này là sai đó. đó về thí dụ như các cái câu này, thì các bạn cái phương pháp làm bài này à, như là đại hội đại biểu lần thứ 17 vân vân này, đâu là phương án sai về à, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 25 về kinh tế, phương án A là tỷ trọng kinh tế à, trong à, à, GN DP khoảng 30% là chỉ tiêu đúng này. Tốc độ tăng năng suất lao động từ 7,0 đến 7,5% là chỉ tiêu đúng này. Phương án C vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 3,1 đến 3,2 triệu đồng là chỉ tiêu đúng này. Phương án D GN DP trên người đạt 18.000 đến 20.000 USD. Đây là một chỉ tiêu sai cho nên chính là nó là phương án sai khi à, các đây là cái loại câu hỏi mà các bạn phải làm là phải tìm ra được ba chỉ tiêu đúng thì tìm ra một chỉ tiêu sai. Thì đây là cái nhóm này cái loại câu này cũng tương đối là à, tương đối là phải tư duy đấy thì chúng ta mới có thể làm được. Đó. Hay là cái loại chỉ tiêu về eh, các bạn thấy là hỏi một chỉ tiêu thôi. Thì thí dụ như là hỏi một chỉ tiêu là đâu là phương án đúng về chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 về xây dựng đảng. Phương án A là tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 70%. Thì đây là là phương án à, phương án có chỉ tiêu số trên 70 là không đúng. À, phương án B tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 75%. Thì đây là chỉ tiêu trên 75% là đúng với à, số liệu ghi trong nghị quyết. Phương án C tỷ lệ à, đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 85% thì chỉ tiêu này là chỉ tiêu không đúng với nghị quyết phương án d tỷ tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là trên 80% thì đây cũng là cái chỉ tiêu không đúng như trong nghị quyết cho nên loại câu hỏi này chỉ có một phương án là đúng với chỉ tiêu còn ba phương án còn lại là các chỉ tiêu không đúng đó, cái loại câu như vậy các bạn phải hết sức chú ý là chúng ta hỏi một chỉ tiêu đó thì như vậy là à, chủ yếu là các cái chỉ tiêu là chính trong cái nghị quyết này chúng ta cần phải à, cần phải lưu ý cái cách học của nó à, phải ghi nhớ số liệu vào bộ óc các bạn hay là cái loại hỏi về à, loại câu hỏi là à, cũng một phương án đúng này à, thì các bạn à, tìm ra thì có ba phương án sai hay là các loại là hỏi là à, có ba phương án à, đúng để một phương án sai là, thí dụ như loại câu hỏi có một phương án đúng Thí dụ như đại hội đại biểu lần thứ 17 của đảng bộ Hà Nội, thành phố Hà Nội, năm 2020-2025 Đâu là phương án đúng về nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025 Thì loại câu hỏi này các bạn đọc các bạn thấy có một phương án đúng Đó là phương án A, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn có ba phương án là nó không đúng như trong tài liệu. thí dụ các bạn đọc các bạn liếc nhanh phương án d chẳng hạn tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống à, quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm những biểu hiện từ diễn biến từ trên hóa trong nội bộ thì cái này là à, nó không nằm trong cái 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 nghị quyết phương án b là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng nhà nước pháp quyền cho trung nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện trong sạch vững mạnh thì các bạn đọc các cái giá trị trong cái BCG này thì nó mang cái tầm là à, là đại hội đảng toàn quốc. À, chứ nó không phải là nằm trong cái cái đại hội đảng bộ à, thành phố Hà Nội. Đấy, cho nên các bạn loại câu này. Thì các bạn tinh ý là các bạn các bạn phát hiện được, à, phát hiện được ngay. Đó. À, thì các bạn phải chú ý cái cái, cái, cái các cái dạng câu à, loại là ba phương án à, đúng một phương án sai ví dụ như đại hội đảng bộ lần thứ 17 vân vân đây đâu không phải là nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 2025 thì đây là không phải mà thì các bạn phải tìm ra ba cái phải thì trong đó có một cái không phải thì các bạn để ý phương án A tăng cường công tác xây dựng chính đốn đảng xây dựng đảng bộ thành phố ở trong sạch vững mạnh đấy cái câu này nó chính là tình ý phát hiện ra nó là một trong những nhóm nhiệm vụ giải pháp ghi trong nghị quyết Phương án B tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phương án C tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị theo hướng à, thông minh, xanh và bền vững. Như vậy, à, chúng ta đã tìm ra được A, B, C là ba phương án là nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025 của Đại hội Đảng bộ và lần thứ 17 Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. suy à, ra phương án còn lại là phương án D là quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, à, thiên nhiên khắc nghiệt. thì đây là phương án này nó không phải là nhóm nhiệm vụ giải pháp à, nằm trong à, cái nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 17 của thành phố hà nội à, của đảng bộ thành phố hà nội. À, à, các bạn tinh ý, các bạn đọc cái cái, cái 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 nội dung này thì các bạn thấy nó mang tính chất tầm À, của đại hội đảng đảng toàn quốc thì các bạn cũng có thể phát hiện ra được ngay nó không phải nằm trong cái giải pháp của uh, nhóm uh, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025 của uh, thành thành ủy thành à, của đảng bộ thành phố hà nội đó cái phương pháp học cái loại câu này các bạn cũng phải luyện phải tinh ý để mới phát hiện ra được à, chứ không đọc thì nó cũng uh, suy luận nó hơi 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 khó đấy xin giới thiệu thêm với các bạn như vậy thì các bạn vào phần mềm các bạn tải cái file này thì cái file này để dưới dạng file thôi à các bạn chú ý thế như vậy là các bạn muốn kết thúc phiên làm việc với phần mềm thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình này à, các bạn chọn cái nút thoát à, là thoát ra khỏi phần mềm các bạn chọn cái dấu chéo để tắt cửa sổ à, dấu trừ là thu nhỏ cửa sổ các bạn muốn mở lên các bạn nhấn nút trái chuột vào biểu tượng thu nhỏ thì nó mở lên các bạn muốn thu thu nhỏ cửa sổ các bạn chỉ vào dấu trừ à, của nút điều khiển cửa sổ đối viên đầu nằm bên góc trên cùng tay phải màn hình các bạn còn đối với máy macbook tôi đang giới thiệu với các bạn đây nó nằm bên tay trái à, chỉ chuột nhấn à, dấu trừ chỉ chuột nhấn à, nó mở lên à, muốn tắt thì chỉ vào dấu chéo đó như vậy các bạn có nhu cầu kết nối zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo một trong hai số hiển thị trên màn hình một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn